Vâng, xin chào các bạn. Trong gian hàng của Audi tại triển lãm mô tô Việt Nam hôm năm nay thì có sự xuất hiện của rất nhiều mẫu xe đẹp. Nhưng nếu được chọn một hoa hậu hoặc là một hoàng tử thì mình sẽ chọn Audi A7 Sportback. Tuy nhiên, để khẳng định được điều đó thì hôm nay Hùng sẽ trao đổi với cả Thanh Hằng, một vị giám khảo không hề dễ tính trong các cuộc thi về siêu mẫu cũng như người đẹp, chấm điểm về A7 Sportback thế hệ mới nhất bây giờ. Dạ, em chào anh Hùng. Vâng, và với tư cách là một vị giám khảo thì Hằng chấm điểm và đánh giá như thế nào về cái mẫu xe A7 Sportback mới như thế này? Vốn dĩ thì Hằng đã chạy chiếc A7 rồi, và năm nay thì A7 hoàn toàn đột phá với một cái kiểu dáng mới, nó rất là sport và nhìn nó rất là chất và rất là chơi. Ngoài cái chuyện là lột xác về thiết kế thì bên cạnh đó có tích hợp thêm rất là nhiều về công nghệ ở trong đó, đặc biệt là khi mà chiếc xe có một chế độ là tự lái tự động thì nghĩa là chiếc xe này nó quá nhiều chức năng, quá nhiều điều tuyệt vời đấy mà người tiêu dùng và những người mê xe hướng tới. Và cũng xin thưa với Thanh Hằng là Audi đã đạt tới level 3 trong cái công nghệ lái tự động, mà nó chỉ trên thế giới chỉ có 5 level thôi. Wow. Cái level là tự lái hoàn toàn là level 5. Tuy nhiên Hùng rất muốn hỏi Thanh Hằng là ở cái thiết kế đầu xe này thì Hùng muốn rất muốn biết là Thanh Hằng thích những cái điểm nào nhất. Ví dụ như đây là đèn full LED nè. Full LED. Nó LED matrix đúng không? Đúng rồi, LED matrix. Dạ. Nó thông minh, thậm chí là nhìn nó rất là sắc nét. Một vài năm nữa có thể là đó lại còn liếc nữa. À. Nó liếc như người luôn đó. Tuy nhiên bây giờ thì nó đã rất thông minh rồi. Dạ. Nó quá nhiều công nghệ đấy thì thôi, chúng ta sẽ có thể tìm hiểu về chi tiết kỹ thuật em, sau. Nhưng em mà nghe nói là khi mà cái đèn này đó là nó sẽ thích ứng theo, ví dụ ở trước mặt mình là có người đúng không thì nó sẽ bớt là ánh sáng để cho người ta đỡ phải chói mắt. Nó tắt bớt. Và, dạ. Và khi tối thì nó lại tăng sáng lên. Tăng độ sáng lên cho mình rõ hơn. Và nó tự cân bằng góc chiếu hoặc là rất là thông minh. Đây là phần lưới tản nhiệt. Dạ. Lưới tản nhiệt theo cái ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Audi bây giờ. Dạ. So với A7 thì trước Thanh Hằng đã chạy thì Thanh Hằng đánh giá như thế nào? Em thấy thì mỗi năm Audi đều có những cái cải tiến và thiết kế đó, nó thời trang hơn mà nó thời đại hơn. Nhìn bao giờ người ta cũng sẽ muốn mua. Muốn mua. Có chê được điểm gì không? Xem các chương trình đánh giá về siêu mẫu thấy nghiêm khắc lắm mà sao với Audi lại. Mê xe quá. Mê xe quá. Thực ra thì đối với Audi A7 Sportback thì rất nổi tiếng với cái thiết kế sedan và kết hợp với cái kiểu dáng coupe thể thao đó, phần rất là phần đuôi nó giống rất mạnh. Phần đuôi này nó mềm mại hơn cái đợt trước, cái mẫu xe đợt trước. Đúng rồi, và cái khuôn cửa kính thì không có khuôn nữa. Yeah. Nó rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ mời Thanh Hằng ngồi vào ghế bên này. Ok. Đẹp không? Đẹp. Bây giờ mình sẽ xin phép để nổ máy lên một chút nhá. Dạ. Ôi, cái option này đẹp quá. Đẹp không ạ? Cái thân đẹp. À. Bên trong, bên ngoài đã rất đẹp rồi mà bên trong lại còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Hôm qua khi mà cùng với anh Bình Minh xem cái Audi Q8 kia thì anh Bình Minh cũng cực kỳ bất ngờ về tất cả những cái công nghệ về màn hình rồi công nghệ mới trên cái Audi này. Rồi toàn bộ tất cả các phím bấm là bỏ hết rồi. Em cảm giác như em đang chuẩn bị bước vào một phim hành động. Rất là hay đấy. Vâng, nếu như mà đã tiến bằng touch hết. Vâng, xem phim người vận chuyển rồi thì không bao giờ quên được những cái khoảnh khắc cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Yeah. Của chàng nam diễn viên với cả chiếc Audi. Thế này nguy hiểm cho em lắm, nhưng mà em đổi xe nữa. Thế thì phải đổi ngay thôi. Bởi vì thực ra này, thiết kế này quá liền mạch, đẹp đúng không? Có Google sẵn rồi. Có Google đấy, đây mình đang ngồi ở đây luôn đấy. Đấy. À, công nghệ sờ chạm tuyệt vời không ạ? Đấy, chưa kể là đây là một cái màn hình phẳng nhá, nhưng mà khi chúng ta nhấn này, chúng ta có thể nghe tịch tịch touch, nhưng mà lại có mang lại cái cảm giác chứ nó lại không hề là vô cảm. Cái đấy là cái điều rất là quan trọng mà thực sự là rất là đáng nể đối với cái mẫu xe này, đặc biệt là ví dụ như các hệ thống camera. Thôi rõ nét. Rồi, camera này thì không phải nghĩ rồi. Và toàn bộ các cái bảng điều khiển điều hòa như thế này đã cũng được số hóa hết rồi. Rất cao đúng không ạ? Chất liệu này thì như thế nào? Em thấy cái bố cục của cái này nó nghiêng về phía người lái nè. Như người ta dễ quan sát hơn. Vâng, Hằng thích lái xe. Em tự lái xe, em thích lắm, em thích cảm giác tự lái xe. Thế thì tuyệt vời, đây là một mẫu xe gọi là rất chuẩn cho người lái rồi. Tất cả hướng về người lái, đúng không ạ? Và chiếc vô lăng này Hằng đã từng lái, ông đã nhớ Hằng đã từng lái chiếc Audi R8 rồi. Thì cái vô lăng này nó cũng có thiết kế tương tự như vậy. À, nó trợ lực cho mình á. À, nó có đương nhiên rồi. Không, em biết cái khi mà cái R8 á thì mình chạy lúc đầu thì hơi nặng một chút, nhưng mà khi mình chạy tốc độ nhanh thì nó trợ lực cho mình rất là cân. Đúng rồi. Em chưa thử cái
cái A7 mới thì... Thế thì chị Audi đưa em chiếc chạy thử mới được. Chắc chắn, và cái điều đấy phải nên là sớm nhất. Không, mà cái mùi da của biết dễ chịu, cái chất liệu nó dễ chịu, còn thoải mái hả? Hùng đã có cơ hội trao đổi với rất nhiều các phái đẹp, các bạn phái đẹp. Thì cái mùi xe là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng luôn. Đúng. Cực kỳ quan trọng. Tại vì có những người, người ta cũng bị say xe bởi cái mùi. Nhưng mà cái mùi này rất là dễ chịu. Và mình ngồi á, mình ngồi mình cảm giác như nó đúng như cái khung xương của mình. Mà tao cảm giác thoải mái, đúng, ngồi vào mình cảm giác như là cái khung xương của mình nó hợp vào cái ghế. Rồi như là mình đang ngồi ở nhà, cứ cảm thấy thoải mái chứ không phải là cảm thấy mệt mỏi hay là cái bất kỳ gì mà giống như là ngồi. Thực ra cái giỏi của họ là như thế này, họ tạo ra được cái thiết kế cho vừa cho nhiều form người. Ví dụ như Hằng là một người mẫu rồi, các cái số đo rất là chuẩn rồi. Nhưng mình thì không phải, mình thì lại... Không, em nghĩ, sorry chen ngang anh, okay. Là em nghĩ là người, khi mà làm cái thiết kế người ta đã có nghiên cứu rồi. Người ta nghiên cứu về cái cơ thể học của mình. Cho nên là thiết kế là những cái ghế nó phù hợp với cái khung xương khi mình ngồi và mình di chuyển. Đầu tư rất là có tâm sức. Thôi thế thì đổi xe ngay thôi. Rất là cảm ơn Thanh Hằng về buổi chia sẻ rất là nhanh về cái Audi A7 Sportline này. Dạ. Tuyệt vời. Thế thì thôi, chìa khóa đây ạ. Em lấy luôn, chạy luôn. Chạy luôn, chạy luôn, ok. Thưa bạn, ngay sau khi Thanh Hằng chia sẻ thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu em này. em đứng cạnh với cái Audi A7 Sportback này mấy hôm rồi. Thì em có cảm xúc gì với chiếc xe này không? Dạ, ngày hôm nay khi mà được làm người mẫu cho thương hiệu Audi và đứng tại Auto Show Việt Nam 2018 thì em cảm thấy rất là vui. Và hiện tại thì em đang đứng tại chiếc Audi A7, một chiếc xe rất là mới và đang được sự đón nhận cũng như là mong chờ từ rất là nhiều cái người mà khách hàng đến mua xe. Và khi mà em đứng cạnh chiếc xe này thì em cảm thấy rất là sang trọng và chiếc xe rất là đẹp và rất là tinh tế. Mình đã đẹp rồi nhưng mà đứng cạnh xe lại còn đẹp hơn nữa, đúng không? Dạ, nó cũng là... Cánh đứt gió tích hợp vào nắp khoang hành lý dài được mở lên bằng điện ở tốc độ 120 km/h. Vâng, Thanh Hằng thì cũng đã rất ấn tượng với cái đèn xe rồi cái thiết kế phần đuôi này của Audi A7 Sportback rồi, còn em thì sao nhỉ? Dạ, em thì vô cùng thích cái đèn đuôi này vì nó chạy xuyên suốt một cái đường như thế này, rất là sang và rất là đẹp và rất là cuốn hút, đúng không anh? Đó. Và đó giờ thì em ít khi nào mà em thấy một cái đèn đuôi nào mà đẹp như vậy. Vâng. Đặc biệt là đi trong buổi tối. Dạ, đã đẹp rồi thì tối đến mấy mình cũng tỏa sáng được. Đây là công nghệ đèn OLED nha. Bây giờ anh sẽ mời em. Đây. Dạ. Thực sự thưa các bạn là tôi đứng với em còn thấp hơn. Đây. Anh mời em ra đây. À. Rồi bây giờ Khánh Vân đã ngồi vào cái hàng ghế thứ hai rồi. Da rẻ của xe thì không phải nói nữa. Da xịn. Và Khánh Vân thưa các bạn với một đôi chân rất đẹp. Cao tới 1m8 nha các bạn. Và ngồi vào A7 Sportback đã được thiết kế Cooper rồi. Như các bạn hãy quan sát. Ở bên trong này thì em còn thấy là nó còn rộng hơn nữa ạ. Nó đã được thiết kế lõm lên á. Nó được thiết kế lõm lên. Đấy là cái thiết kế rất là thông minh trên những cái xe Cooper ngày nay. Và nếu như em đi dự tiệc này đó, với một bộ dạ tiệc, bộ đồ đầm dạ tiệc như thế này, bước xuống xe thì cảm giác như thế nào? Tự tin hơn không? Rất là tự tin đúng không? Nó sang trọng này, nó thể thao này, chứ không yểu điệu đâu. Nó rất là thể thao. Đấy là những cái phần cũng rất là tinh tế. Cá tính mạnh mẽ, cũng như em hả? Đấy các bạn có thể thấy này, cái khoảng trống đầu ạ. Còn với một đôi chân dài như thế này, duỗi thẳng được và độ ngả xem. Ví dụ mình mệt một chút, em đi lưu diễn, em phải nghỉ một tí. Đấy là cái không gian phía sau. Còn đương nhiên rồi, anh muốn hỏi em một câu nữa. Với những chiếc xe sang ấy thì em cảm nhận về cái mùi xe như thế nào? Dạ, em cảm thấy là cái mùi xe như là cái mùi da nó rất là thơm và rất là dễ chịu chứ không có bị khó chịu như là những cái mùi nhựa. Và em nghĩ là đối với lại chiếc xe này á, em nghĩ là một cái chiếc xe rất là đặc biệt trong 2018 và là một cái chiếc xe mà em nghĩ rất là nhiều người mong chờ. Và bản thân em trước khi mà được đến đây và tham dự Auto Show như thế này á, thì em cũng đã coi một chút và đang tìm hiểu, nhưng mà em không ngờ là khi mà nhìn bên ngoài nó rất là đẹp, vô cùng tinh tế, sang trọng, thể thao và rất là quyến rũ. Rất quyến rũ, nhưng mẫu xe này còn rất thông minh với rất nhiều công nghệ. Nếu như em tự tay cầm lái nhé, nó mang lại cho em một cái cảm giác này, sang trọng này, thể thao, đúng nghĩa luôn là thể thao.
rất là tinh tế. Thì ngay bây giờ hãy cùng Lê Hùng vào hàng ghế phía trước để cùng tìm hiểu về mẫu A7 Sportback này nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm tài xế đưa các người đẹp đi chơi, đi dự tiệc. Đấy, các bạn có thể thấy này, khi chiếc ghế nó đang bị ở cái vị trí sát quá thì khi mở ra nó sẽ tự động lùi xuống chào đón chủ nhân. Chủ nhân tại triển lãm thôi nhà các bạn. Chủ nhân có chiếc chìa khóa của Audi này, những chìa khóa mới của Audi có thiết kế nhỏ nhắn, xinh xắn, rất là đẹp. Những chiếc chìa khóa bây giờ nó không phải là những cái chìa thò thò ra ngoài nữa, mà với chìa khóa cũng phải nghệ thuật. Bây giờ với những chiếc xe ngày nay thì cái gì cũng phải nghệ thuật. Start stop bật vào đây. Và trên Audi A7 Sportback bản S-Line này thì vô lăng đáy bằng này. Vô lăng này là đậm phong cách của chiếc Audi R8, một siêu xe thể thao của Audi. Da đục lỗ, sờ rất sướng, da Vokuna. Hai lẫy chuyển số sau vô lăng bằng vật liệu hợp kim, rất đẹp. Xe Audi thì các chi tiết thì chắc không phải nghĩ, bởi vì xe Đức này, logo này, mọi thứ là hoàn hảo. Có thể nói là có hàng ngàn, hàng chục ngàn cái chi tiết trên xe mà họ có thể thiết kế được liền mạch, liền khối, mạch lạc rõ ràng và rất đẹp. Như thế này là cả một cái câu chuyện về bí kíp thiết kế. Và hàng trăm năm nay cũng khó có thể có thêm những cái hãng xe mới nào có thể làm được những cái điều như vậy, ngoài những hãng xe đã rất phổ biến rồi. Và màn hình thông tin này là màn hình 12,3 inch nha các bạn. Độ phân giải rất cao, nói là rất nét. Đó, chúng ta có thể chuyển này. Chúng ta có thể chuyển các cái chế độ hiển thị. Rồi nó không còn là dạng analog nữa đâu, toàn bộ là hiển thị bằng digital hết rồi. Kỹ thuật số mà, kỹ thuật số ở đẳng cấp cao. Và ngay bên bản táp lô này là hai màn hình cũng rất lớn. Toàn bộ những màn hình cảm ứng bây giờ đã thay thế, đã loại bỏ tất cả những cái phím bấm cổ xưa, tất cả đã đi vào dĩ vãng. Bây giờ sử dụng thì không khác gì những chiếc iPad cả. Thay vì chúng ta phải bấm từng phím thì bây giờ chúng ta sờ và chạm. Nhưng sờ và chạm trên Audi là có tiếng động, sờ vào bấm tạch tạch tay lại còn thấy rung rung nữa cơ. Rất hay setting. Tất cả các tính năng như này thì chúng ta có thể đấy, chạm, gạt, bấm, rất đơn giản. Vehicle rất dễ dùng. Thực sự là với Audi cái thiết kế này tôi đánh giá rất là cao, bởi vì là thiết kế mà ngay khi mình ngồi vào lần đầu tiên thôi là rất dễ dùng. Nó không khác gì chúng ta sử dụng smartphone, iPhone, iPad, máy tính cả. Đây ví dụ chúng ta chọn Dynamic này, chúng ta có thể edit nó ở đây này. Driver này, Sport này. Đây là chế độ mà set individual, cá nhân hóa. Chúng ta có thể điều khiển được cái chế độ lái của động cơ này, của hệ thống lái này. Đó. Chế độ Dynamic, chế độ Auto, chế độ Comfort, chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Những chiếc xe sang ngày nay thực ra phải nói là nhiều chiếc xe trong một thì đúng hơn. Các cái chế độ này hoạt động tách biệt rõ ràng và cảm xúc rất là rõ ràng. Ví dụ Dynamic nó đạp nó khác hẳn cái chế độ Comfort hay là tiết kiệm. Tiến xuống màn hình bên dưới nha các bạn. Những mẫu xe này trang bị triển lãm cho nên Navigation các kiểu là... À đây, Navigation này. Đấy, các bạn có thể thấy này, ngay cái định vị ở ngay đây thì có thể thấy cái đường Nguyễn Văn Linh này, trung tâm hỗ trợ triển lãm SECC ngay đây. Nếu các bạn muốn sờ, muốn chạm, muốn tận mắt xem thì chúng ta có thể qua đây để xem. Và màn hình này thì tôi có thể cho hiển thị hệ thống camera 360 nha các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy người đẹp ngồi ngay phía sau đây này. À, ngay bên cạnh. Đó, đó, đó. Rất đẹp. Vòng nào ra vòng đó. Độ phân giải rất cao nhá. Tôi xem có zoom được không? Ôi, không zoom được. À, nhưng mà tôi bẻ được. Đấy, ví dụ tôi bẻ như này. Đấy, tôi điều chỉnh cái góc chiếu này. Rất hay. Quá tuyệt vời luôn. À, đấy là tôi... dùng tay tôi vuốt, tôi chạm như sử dụng cái trackpad trên cái màn hình, trên cái những cái MacBook hoặc thậm chí màn hình iPhone có thể zoom ra zoom vào. Đấy. Đó. Rất hay. Thực sự là hệ thống camera quá thông minh. Nếu mà cần soi, ngồi trong xe thì có thể soi được rất nhiều hướng, nhiều hình.
Bây giờ sẽ là một màn hình nhỏ hơn, màn hình 8 inch. Ở đây thì chúng ta có thể điều khiển cái hệ thống điều hòa, chế độ làm mát ghế, chế độ sưởi ghế, rồi bật cốp, rồi bật tắt cái chế độ ngắt động cơ, vân vân, rất nhiều. Chúng ta tắt màn hình ở đây, tắt màn hình trên bằng điều khiển ở dưới này. Điều khiển các chế độ thì tất cả chỉ là chạm thôi. Đấy, chúng ta có thể chọn từng cái chế độ, ví dụ AC Max này. Mát quá, úi giời, mát ngay. Và tăng giảm các cái mức độ gió ở đây. Xe này thì được trang bị hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập nha các bạn. Mỗi người có một thân nhiệt khác nhau, chúng ta có thể chọn chế độ quạt gió 4, giảm đi một chút, giảm đi chế độ giảm 3. Đây là tôi đang cài đặt chế độ sinh. Hai cái điều hòa này nó có thể cùng. Và thậm chí chúng ta cũng có thể cài đặt các cái cảnh báo. Ví dụ như là ở đây tôi đang đặt cái cảnh báo speed warning, tức là cái cảnh báo về tốc độ. Ví dụ chạy đến 120 km/h thì lập tức nó sẽ cảnh báo đỏ, để giúp tài xế có thể là lựa chọn cái tốc độ thấp hơn để phù hợp hơn với các điều kiện khác nhau. Ví dụ mình không muốn chạy nhanh quá chẳng hạn. Ở Việt Nam thì mình nghĩ là cãi ở khoảng 100 là vừa đấy. Chúng ta cũng chỉ kéo chạm này là vuốt. Hoặc sang Autobahn thì chúng ta kéo hẳn lên 240 cho nó sướng đấy. 240 với cảnh báo. Thôi Việt Nam cứ 90-100 cho nó lành các bạn ạ. Đó. Và thậm chí là có thể cài đặt các cái hệ thống để cảnh báo khi mà chúng ta buồn ngủ chẳng hạn. Rồi, cần số rất đẹp như những chiếc Audi mới nhất hiện nay. Và các bạn đã xem Q8 tôi giới thiệu rồi thì nó không khác gì. P đây, cần gật lên như gật gần trên máy bay, các cái chế độ thì nó cũng hiển thị ngay trên đây. Đây. Đó, phanh tay điện tử, hộp động cơ, và đây là nhôm mờ, nhôm xước mờ rất là đẹp. Chúng ta có thể để hai chai nước bên này. Đây. Hai chai nước bên này. Và bệ tì tay. Xe này thì lại chưa được trang bị cái hệ thống sạc không dây. Nó chỉ bao gồm là hai khe USB và thẻ cảm SD ở đây. Mà nếu như các bạn liếc sang bên thành cửa này thì cũng nhôm mờ ngay bên này thôi. Thực sự những cái vật liệu này thì mình phải sờ, phải chạm vào thì mới thấy nó tinh tế, nó đẹp như thế nào. Đây này, những cái đường này đều tắp tắp luôn, những xe sang này kín khít và rất đều, không có lỗi nhá. Để kiểm soát được những cái chất lượng như thế này thì phải nói là những cái công nghệ chế tạo rất là cao. Đây lại thì là nhôm bóng, đây nhôm mờ, dưới đây lại là da lộn, đây lại là nhựa, tất cả vật liệu đều rất là xịn. Rồi bây giờ tôi sẽ lựa chọn một cái vị trí lái để đưa Thanh Hằng và Khánh Vân đi dạ tiệc nha các bạn. Đường thì hơi tắc, tôi sẽ lựa chọn một cái tư thế lái thể thao nhất có thể. Tất nhiên phải luôn rất an toàn. Đấy, vô lăng này, ghế điều chỉnh rất nhiều hướng, có bơm lưng, có bơm rất nhiều, có thể massage được luôn cơ. Ai mà mỏi cho massage luôn. Rồi vô lăng thì điều chỉnh cũng bằng điện nha các bạn. Đấy, tôi có thể điều chỉnh tiến lên này. Xe này thì cũng có hệ thống adaptive cruise control. Những chiếc xe nhiều tỷ đồng thì đương nhiên rồi phải có chứ. Hệ thống cảnh báo trạch làn đường, rất rất nhiều hệ thống hỗ trợ, hệ thống cảnh báo là khi có người cắt ngang thì chúng ta lùi xe. Với những chiếc xe Audi bây giờ thì các bạn có thể thấy là những cái công nghệ an toàn phải nói là cực kỳ tối tân. Và thậm chí chiếc Audi A8 chẳng hạn, nó đạt tới công nghệ tự lái tới level 3 rồi. Còn level 4 và level 5 nữa thôi, level 5 là thôi khỏi, không phải làm gì nữa. Và về tổng thể các bạn hãy còn nhìn lại một lần nữa, những thiết kế rất liền mạch, rất đẹp trên chiếc Audi A7 Sportback này. Ngôn ngữ thiết kế nội thất Audi A7 Sportback mới tinh tế và tối giản, gọn gàng. Các đường ngang và bảng điều khiển bóng láng mang đến một cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Cụm điều khiển trung tâm hướng về phía người lái và nhấn mạnh phong cách thể thao của mẫu Gran Turismo. Các lựa chọn màu sắc, vật liệu ốp trang trí và ánh sáng nội thất được lựa chọn hoàn hảo, đem đến một không gian nội thất đẳng cấp mang xu hướng tương lai. Gói chiếu sáng đổi màu mang lại cảm giác hoàn toàn thư thái, dễ chịu. Hệ thống âm thanh 3D cao cấp B&O, tổng số loa lên tới 16 loa, công suất 705W. Mỗi trụ A và vòm trần được bố trí 2 loa nhằm thay đổi chiều cao phủ thanh và biến không gian nội thất trở thành một thính phòng nghe nhạc tuyệt vời. Hệ thống truyền động của Audi A7 Sportback mới nhờ hệ thống Mid Hybrid Electric Vehicle.
Hệ thống MSEV dựa trên hệ thống điện sơ cấp 48V và hệ thống phát khởi động tại BAS có thể thu hồi tới 12kW điện năng. Kích năng Start-Stop được kích hoạt từ vận tốc 22km/h. Động cơ TFSI 3.0L được kết hợp với hộp số 7 cấp S-Tronic, tích hợp hệ dẫn động Quattro hiệu quả và siêu nhẹ, có thể kích hoạt truyền động tới trục sau khi cần. Động cơ V6 tăng áp 3.0 TFSI có công suất 340 mã lực và mô xoắn tối đa 500 Nm giúp chiếc coupe 4 cửa có thể tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong vòng 5,3 giây, đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Tại chu trình thử nghiệm mới NEDC của châu Âu, Audi A7 Sportback trang bị cỡ lốp 19 inch, tiêu thụ 7 lít xăng trên 100 km và thải ra 158 gram CO2 mỗi km. Và nếu như các bạn muốn quan sát mẫu xe này ngay bây giờ, ngay trong thời gian này, ngay trong tuần này thì hãy đến triển lãm ô tô Việt Nam tại gian hàng Audi Việt Nam để có thể tận mắt thấy và tay chạm sờ tìm hiểu chi tiết về cái mẫu xe này nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm, những chương trình tiếp theo. Đừng quên like và comment và share video của chúng tôi nha các bạn.